chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nha thì như đã hẹn ở video trước hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuỗi video hướng dẫn vẽ anime trên máy tính bằng chuột của mình đây là bài thứ nhất ở video này mình sẽ giúp các bạn làm quen với pen tool size rồi chúng ta bắt đầu thôi thì việc đầu tiên các bạn cần làm đó chính là download phần mềm pen size về máy mình cũng đã có để link download ở dưới phần mô tả video đây là phiên bản portable nghĩa là không cần cài đặt các bạn chỉ cần tải về giải nén ra thì có thể sử dụng được thì ở đây sau khi các bạn tải về và giải nén ra thì chúng ta sẽ được cái folder như thế này. Các bạn mở nó ra và tìm đến một trong hai file là sai.exe hoặc là ta sai.exe đều được. Thì các bạn khởi động nó ra thì chúng ta sẽ mở được Pentoon sai. Sau khi khởi động xong thì giao diện của sai trong sẽ như thế này. Để sai hiển thị đầy đủ hơn, mình sẽ tạo mới một trang làm việc cho nó. Lúc này thì bạn chưa cần phải quan tâm cách tạo đâu, mình sẽ hướng dẫn sau. Thì như các bạn thấy trên màn hình, đây là giao diện đầy đủ của size. Mình sẽ tạm chia giao diện này thành 5 khu vực khác nhau nha. Thì đây là cách gọi riêng của mình thôi, các bạn khác có thể sẽ gọi theo cách khác. Thì 5 khu vực đó bao gồm khu vực menu, khu vực layer, khu vực màu, khu vực công cụ, và ở đây là khu vực trang vẽ. Mỗi khu vực như vậy nó đều có nhiều thành phần và chức năng khác nhau. Tuy nhiên, mình sẽ lượt bớt các phần không cần thiết đi và chỉ chú tâm khai thác những phần quan trọng nhất thôi. Như vậy sẽ giúp các bạn đỡ phải mất thời gian để học mà vẫn có thể bắt đầu vẽ một cách nhanh chóng. Chúng ta sẽ đi chi tiết từng khu vực nhé. Để các bạn dễ theo dõi, mình sẽ quay trở lại giao diện lúc mới khởi động sai nha. Lúc này, các bạn thấy bên này vẫn là một cái nền xám, chưa có trang giấy nào cả. Thì đầu tiên là khu vực menu hay còn gọi là thanh menu. Ở đây, chúng ta có các thẻ từ file, edit, cho đến window, help config. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần quan tâm đến các thẻ là File, Edit và Canvas. Thì trong thẻ File, chúng ta cũng chỉ cần quan tâm các thành phần là New, Open, Cell A và Export. Thì để bắt đầu vẽ với Size, chúng ta cần phải tạo một trang vẽ mới cho nó bằng cách vào File, New hoặc là File, Open. Các bạn vào File, New khi muốn tạo ra một trang vẽ mới, thì khi đó hợp thoại New Canvas sẽ xuất hiện ở đây các bạn cần nhập các thông số cho trang vẽ vào. Ở chỗ name, các bạn nhập tên file muốn tạo. Ở đây các bạn cần lưu ý rằng, các bạn tốt nhất nên đặt tên file không dấu. Để tránh một số trường hợp sai không được hỗ trợ tiếng Việt thì nó sẽ không mở được file của bạn. Nó sẽ báo lỗi hoặc là không tìm thấy file của bạn luôn. Nghĩa là khi bạn browse đến nơi lưu file thì bạn sẽ không nhìn thấy file đâu cả. Width và hay. Thì các bạn nhập chiều rộng và chiều cao của trang vẽ vào. Ở nút mũi tên này, các bạn sổ xuống thì sẽ thấy các đơn vị là pixel, in, cm và mm. Tuy nhiên, do các bạn vẽ tranh chủ yếu là để xem trên máy tính hoặc là điện thoại, nên tốt nhất các bạn nên đặt đơn vị là pixel để chúng ta dễ quản lý hơn. Ở chỗ Resolution, các bạn để mặc định là 72 cho mình. Thì các bạn lưu ý, các thông số này cũng chính là size ảnh và chất lượng ảnh sau này của bạn đó nhé. Ở đây, ví dụ mình đặt tên file là bài 1, ví dụ 1. Width và High và Resolution mình sẽ để mặc định như thế này. Chúng ta nhấn OK. Thì các bạn sẽ thấy trên cái nền màu xám ban đầu sẽ xuất hiện một trang giấy trắng. Đây chính là khu vực trang vẽ hay nói đúng hơn là tờ giấy mà các bạn sẽ vẽ lên. Nó có kích thước đúng bằng chiều rộng nhân chiều cao bằng 1280 nhân cho 720 pixel. Thì sau khi đã tạo được một trang làm việc mới bằng thao tác File New, chúng ta tạm thời lưu nó lại để mình giới thiệu đến các phần khác nhé. Các bạn lưu file làm việc lại bằng thao tác file cell A. Khi đó, hợp thoại cell image sẽ xuất hiện. Các bạn chọn đường dẫn đến nơi mà mình muốn lưu file. Các bạn để ý tên file lại một lần nữa xem đã ok chưa. Các bạn cũng nên lưu ý, ở đây chúng ta lưu file làm việc của size, chứ không phải là file hình ảnh. Nó có định dạng đuôi là chấm size chỉ có sai mới mở được file này, các phần mềm mở ảnh sẽ không đọc được. Thì sau khi đã kiểm tra hết mọi thứ, chúng ta nhấn save. Vậy là chúng ta đã lưu được file bài 1 ví dụ 1.sai. Thì để các bạn dễ theo dõi, mình sẽ tạm thời tắt trang này đi. Cách thứ hai, các bạn vào file open khi muốn mở một file đã có sẵn thì ở đây chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, chúng ta sẽ mở file làm việc của sai có đuôi là .sai. Để vẽ tiếp phần còn dang dở hoặc là để sửa lại ảnh đã vẽ bằng sai trước đó. Chúng ta vào File, Open. Khi đó, hợp thoại Open Image sẽ xuất hiện. Các bạn tìm đến File có đuôi là chấm sai, chọn File cần mở rồi nhấn Open. Thế này ví dụ như mình sẽ mở lại cái file bài 1, ví dụ 1 chấm sai đã tạo khi nãy. Chúng ta chọn nó rồi nhấn Open. Thì ở đây, mình sẽ vẽ cho nó vài đường như thế này, để dễ phân biệt. Rồi, sau khi đã thao tác với file bài 1, ví dụ 1 chấm size, các bạn có thể lưu chồng lên file hiện hành bằng cách nhấn Ctrl S hoặc là vào file cell A để lưu nó lại với một tên khác. Ở đây mình sẽ lưu nó lại thành file bài 1, ví dụ 2 sai bằng cách vào file cell A. Các bạn chọn nơi cần lưu. Ở chỗ name, các bạn sửa cái phần tên có sẵn là bài 1, ví dụ 1 sai thành bài 1, ví dụ 2. Chỗ thai, các bạn giữ nguyên mặc định là sai nhấn sao. Vậy là chúng ta đã lưu được thêm một file mới là bài 1 ví dụ 2 chấm sai. Rồi thì để dễ theo dõi mình cũng sẽ tắt trang này đi. Ở trường hợp 2, chúng ta sẽ mở một file ảnh để vẽ lại nó, có nghĩa là đi nét và tô màu lại cho nó. Thì ở đây sai được hỗ trợ để mở nhiều loại định dạng ảnh khác nhau. Tuy nhiên, mình vẫn ưu tiên thao tác với hai loại file ảnh là .jpg và .png. Bởi vì tính thông dụng và ổn định của nó thì cũng như ở phần đặt tên file làm việc của sai các bạn lưu ý là khi tải ảnh từ mạng về thì nếu cứ đặt lại tên file thì đừng có dấu nha để đảm bảo rằng sai sẽ tìm thấy và mở được nó ở đây chúng ta vào file open tìm đến lưu file ở đây mình sẽ chọn file ảnh có tên là one piece jpg nhấp chọn nó rồi nhấn open mình sẽ vẽ một vài đường cho nó rồi thì sau khi thao tác với file các bạn cũng có thể lưu nó lại. Tuy nhiên, do đang thao tác trên file .jpg nên không thể lưu chồng lên được. Các bạn phải vào file cell A để lưu nó lại với một tên khác và đổi đuôi từ .jpg thành chấm .sai cho nó, nghĩa là chuyển từ file ảnh sang file làm việc của sai. Ở đây mình ví dụ sẽ lưu lại nó thành file bài 1, ví dụ 3, chấm .sai bằng cách vào file cell A. Chọn nơi lưu file. Ở chỗ name các bạn đổi tên có sẵn này thành bài một ví dụ 3. Chỗ thay, các bạn nhấn mũi tên sổ xuống, đổi nó thành sai, rồi nhấn sao. Vậy là chúng ta đã lưu được thêm một file nữa có tên là bài 1 ví dụ 3.sai. Thì mình sẽ tắt trang này đi để mở lại file bài 1 ví dụ 3.sai vừa mới tạo. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm cho nó một cái màu khác nữa nha Để phân biệt với hình gốc Cho màu đỏ như thế này Rồi, thì sau khi đã vẽ hoàn tất Các bạn có thể xuất trang vẽ này ra thành file ảnh Bằng cách vào file Export Và chọn định dạng file thì Ở đây sao cho phép chúng ta xuất ra một số định dạng như thế này Nhưng mình thì thường chỉ xuất thành file jpg và file png thôi ví dụ ở đây mình sẽ xuất cái hình này thành file luffy jpg ở đây các bạn chọn nơi lưu file chỗ nem các bạn sửa cái tên có sẵn này thành luffy chỗ thai các bạn giữ nguyên mặc định là jpg nhấn sao các thông số này các bạn để nguyên mặc định cho mình nhấn ok Vậy là chúng ta đã xuất ra được một file ảnh với tên là luffy cpg Các bạn có thể thoát ra ngoài, tìm đến lưu file để kiểm tra. Đây, file nằm ở đây. Đó thì các bạn thấy, file luffy cpg lúc bây giờ mình đã có thể mở được bằng phần mềm xem ảnh. Thì đến đây xem như chúng ta đã xong việc với thẻ file. Bây giờ chúng ta sang thẻ edit trong này chúng ta có một số chức năng văn thuộc như copy, cut, Pass, undo, redo. Tuy nhiên, do sẽ được sử dụng rất thường xuyên, nên mình nghĩ các bạn nên nhớ các phím tắt của chúng để có thể thao tác nhanh hơn. Đó là Ctrl C cho copy, Ctrl X cho cut, Ctrl V cho Pass, Ctrl Z cho undo và Ctrl Y cho redo. Copy, cut, Pass thì chắc các bạn khi học Microsoft Word đã biết rồi nên mình không nói thêm. Ở đây mình chỉ nhắc lại undo và redo đây là hai thao tác trái ngược nhau, hiểu đơn giản là quay về trước một bước hoặc lùi về sau một bước. ở đây mình ví dụ mình sẽ tắt cái trang này đi, sẽ mở lại cái file bài một ví dụ 1 mình sẽ tô lên đây một cái mảng màu xanh cho nó. Thì sau đó mình suy nghĩ lại, không muốn tô màu xanh cho nó nữa. Thì thay vì mình dùng Eraser để xóa nó đi. Thì mình nhấn Ctrl Z để quay về cái lúc mình chưa tô màu xanh cho nó. Thì sau đó mình muốn đổi ý, muốn tô lại màu xanh cho nó. Thì mình nhấn Ctrl Y để quay lại cái bước mình đã tô màu xanh. Rồi, vậy là đã xong công việc ở thẻ Edit. Chúng ta sang thẻ Canvas. Ở đây, chúng ta chỉ cần quan tâm tới canvas size. Các bạn vào canvas, canvas size thì hộp thoại canvas size sẽ hiện ra. Các bạn thấy quen chứ? Hộp thoại này chúng ta đã gặp khi tạo một trang mới với file new. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ chỉ thấy hai thông số đó chính là width và height. Đây chính là chiều rộng và chiều cao mà bạn đã khai báo khi tạo trang. Hoặc đây cũng chính là kích thước file ảnh mà bạn mở. Chúng ta gọi ra hộp thoại này một lần nữa trong trường hợp chúng ta khai báo nhầm thông số ở bước file new nên cần sửa lại hoặc khi chúng ta muốn vẽ lại bức ảnh có sẵn với kích thước to hơn thì sau khi đã chỉnh sửa thông số xong các bạn nhấn OK rồi công việc ở thẻ canvas chỉ có nhiêu đó thôi vậy là chúng ta đã xong việc với khu vực menu tiếp theo chúng ta đến với khu vực trang vẽ đây là khu vực rộng nhất nó chứa trang giấy mà chúng ta sẽ vẽ lên thì bên cạnh một trang giấy nằm trên một cái nền màu xám này chúng ta có một số chỗ cần quan tâm như sau đầu tiên là phía trên này chúng ta có một cụm nút dùng để zoom và xoay. Cầm bên trái này dùng để quản lý chế độ zoom. Số phần trăm này là tỷ lệ zoom trang đã hiển thị trên màn hình. Số càng lớn nghĩa là bạn zoom lại càng gần. Nó cũng giống như việc bạn đặt mắt sắc lại gần tờ giấy vẽ vậy. Nút trừ để zoom ra xa. Nút cộng để zoom lại gần. Nút vuông được dùng trong trường hợp bạn zoom đi quá xa. Bạn bị lạc và không thể tìm thấy trang vẽ đâu cả. Thì các bạn nhấn nút vuông nó sẽ đưa trang giấy vừa giữa màn hình và zoom trở về mặc định là 50%. Thế tuy nhiên để thao tác nhanh hơn, các bạn hãy dùng bánh lăn chuột. Các bạn rê con trỏ chuột lại khu vực mà bạn muốn zoom. Các bạn lăn bánh lăn lên để zoom ra xa, lăn xuống để zoom lại gần và nhấn nút Home trên bàn phím để về mặc định. Cùng nút bên phải này dùng để quản lý chế độ xoay. Số này là góc xoay của trang vẽ đang hiển thị trên màn hình. Nút mũi tên trái là để xoay trái. Mũi tên phải là để xoay phải. Nút vuông là để đưa trang vẽ về góc xoay mặc định không độ. Bạn cũng có thể nhấn trên bàn phím, phím Delete để xoay trái, phím End để xoay phải và tương tự là phím Home để về mặc định. Thì phần dưới này là các tab, nghĩa là cửa sổ làm việc. Sai cho phép chúng ta làm việc cùng lúc với nhiều trang vẽ thì mỗi trang vẽ sẽ được hiển thị trong một tab tương ứng tên tab cũng là tên file mà bạn đang thao tác. Điều này giúp bạn quản lý trang vẽ một cách dễ dàng hơn. Thì sau khi đã xong việc với một tab, các bạn có thể tắt nó đi bằng cách nhấn vào nút ít nhỏ bên trên này. Rồi chúng ta sang khu vực màu. Khu vực này gồm các bảng màu giúp bạn chọn màu để vẽ. Thì như các bạn thấy ở đây, chúng ta có 6 loại bảng màu khác nhau. Các bạn muốn hiện bảng màu nào lên thì nhấp vào bảng màu đó. Nhấp thêm một lần nữa thì nó sẽ ẩn đi thì tùy vào nhu cầu và thói quen sử dụng mà bạn chọn loại bảng màu nào cho phù hợp. Tuy nhiên, mình chỉ dùng loại này, nó có ba thanh là H, S, V. Mình dùng nó để tìm ra sắc độ sáng và tối của một màu ban đầu. Thì đầu tiên, các bạn kéo mũi tên ở thanh S và V qua sát bên phải cho mình. Sau đó, các bạn nhấp vào một màu bất kỳ ở trên thanh H. Thì ví dụ ở đây mình sẽ chọn màu cam Rồi tôi vào giữa trang giấy như thế này. Thì ở thanh S, các bạn kéo mũi tên về bên trái sẽ thấy màu cam nhạt dần. Cuối cùng thì sát bên trái thanh S sẽ là màu trắng. Rồi mình sẽ kéo nó về bên phải để các bạn dễ theo dõi. Ở thanh V, các bạn cũng kéo mũi tên về bên trái sẽ thấy màu cam đậm dần. Sát bên trái thanh V sẽ là màu đen. Mình gọi những màu bên trái này là màu sáng hay là màu nhạt của màu cam. Những màu bên phải này sẽ là màu tối hay là màu đậm của màu cam. Và khi bạn đã thành thảo về việc chọn màu, thì các bạn có thể kéo mũi tên ở khoảng giữa để có thêm nhiều sắc độ trung gian nữa nha. Các bản màu khác các bạn có thể tự nghiên cứu. Còn theo mình thì cũng không cần thiết lắm đâu. Vì việc của chúng ta đơn giản chỉ là pick màu từ ảnh có sẵn. Pick màu nghĩa là các bạn lấy màu từ một bản màu có sẵn, chứ không phải lấy từ bản màu như nãy giờ mình đã làm. Việc này giúp bạn nhanh chóng chọn được màu một cách chuẩn xác. Các bạn thực hiện bằng cách đe chuột đến bản màu cần pick, ví dụ như màu này. Sau đó, các bạn nhấn nút phải chuột thì sẽ thấy ô vuông ô khu vực màu sẽ đối màu thành giống với màu mà bạn đã pick nghĩa là bạn đã pick màu thành công thì sau đó mình sẽ có thể tùy ý sử dụng màu đó để tô màu rồi vậy là mình đã giới thiệu xong khu vực màu chúng ta sang đến khu vực laser đây là một khu vực khá quan trọng dùng để quản lý các laser thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu về khái niệm laser laser nghĩa là lớp các tính chất của laser bao gồm thứ nhất Mỗi layer là độc lập. Thao tác trên layer này sẽ không ảnh hưởng đến các layer kia. Thứ hai, layer bên trên sẽ che lấp các layer nằm bên dưới nó. Thì với sai, chúng ta sẽ được làm việc với hai loại layer. Mình gọi là layer nét, vector layer và layer màu, layer. Các bạn cần phải phân biệt rõ ràng hai loại layer này vì mỗi loại layer sẽ có bộ công cụ riêng của nó. Layer nét sẽ có bộ công cụ thao tác với đường, còn layer màu sẽ có bộ công cụ thao tác với màu. Các bạn đang ở layer màu thì sẽ không dùng được các công cụ của laser nét và ngược lại khi các bạn bắt đầu làm việc với sai thì dù là bằng cách nào thì sai cũng sẽ tạo ra sẵn cho bạn một laser màu nếu các bạn tạo trang mới sai sẽ tạo ra một laser trống nếu các bạn mở một bức ảnh sai sẽ tạo ra một laser chứa bức ảnh đó rồi để các bạn hiểu rõ hơn về tính chất của laser ở đây mình sẽ tạo thêm vài laser màu nữa mỗi laser mình sẽ tô cho một đốm màu khác nhau như thế này Trên cùng là màu vàng. Ở giữa là màu xanh. Và dưới cùng là màu đỏ. Về tính chất độc lập của laser, mình chọn vào laser màu vàng. Rồi dùng Eraser để xóa khắp trang vẽ. thì các bạn thấy chỉ có màu vàng là bị xóa đi, cái màu kia vẫn giữ nguyên. Là do mình đang thao tác trên laser màu vàng, nên cái laser kia sẽ không bị ảnh hưởng. Còn về tính chất chơi lắp của laser, nếu mình để như thế này, thì các bạn sẽ không thấy gì đặc biệt. Tuy nhiên, nếu mình kéo laser màu xanh lên trên laser màu vàng, thì màu vàng sẽ biến mất do nó bị màu xanh che lắp đi. Còn nếu mình kéo laser màu đỏ lên trên cùng, thì chúng ta sẽ chỉ thấy một màu đỏ thôi là do laser màu đỏ đã chơi lắp đi hai laser kia. Rồi, vậy là bạn đã hiểu thế nào là laser rồi có phải không? Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thao tác với laser. Đầu tiên, các bạn muốn làm việc trên laser nào, thì chọn vào laser đó bằng cách nhấp chuột. Laser được chọn sẽ phủ một màu xanh, và có hình cây viết ở đây. Thì khi bạn có nhiều laser, thì để đỡ rối mắt và có thể tập trung hơn vào laser mà bạn đang vẽ các bạn có thể ẩn các laser kia đi bằng cách nhấp vào hình con mắt ở laser đó lưu ý khi laser bên trên bị ẩn đi thì các laser bên dưới nó sẽ không bị che lấp nữa và bạn sẽ nhìn thấy chúng thì để hiện lại laser bị ẩn các bạn chỉ cần nhấp vào ô này thêm một lần nữa Rồi, thì để các bạn không bị rối vì trong một lúc đón nhận quá nhiều thông tin, bởi vì sau này mình sẽ giới thiệu rất nhiều các chức năng quan trọng. Nếu các bạn không nắm rõ và theo sát thì rất dễ bị nhầm lẫn. Nên mình sẽ tạm dừng video ở đây để các bạn ôn lại bài học từ đầu đến giờ. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì hãy comment bên dưới. Mình sẽ giải đáp giúp các bạn những gì trong tầm hiểu biết của mình. Hôm nay, mình đã giới thiệu xong khu vực menu, khu vực trang vẽ, khu vực màu, và một phần khu vực laser. Ở video sau, mình sẽ giới thiệu tiếp khu vực laser và các khu vực còn lại. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay và có ích thì hãy nhấn like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.